Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục chiều hôm nay là em thông báo hàng về. Thì chiều hôm nay hàng về sớm thì em cũng khui ra luôn và làm sớm để cho anh em chọn những sản phẩm yêu thích cho mình. Thì chiều hôm nay em về những sản phẩm hôm nay, đặc biệt hôm nay về là bot. Bot phục vụ cho anh em chơi Tết, hát karaoke. Bot là những bot, dạo này gọi là trong bot thì nó là dòng lớn lớn chút đi anh em, trung lớn lớn rồi. Dạ. Rồi sản phẩm nghe nhạc, Amply. Amply rồi loa tai noi này, riêng cái đôi 4428 studio monitor này của bác khách đặt hôm trước là bác đã liên hệ là rồi nha, thì em cứ để đây. Và hôm nay tiếp tục cập nhật cho anh em là một đôi Boss 501 series 4, 501 series 4 tuyệt đẹp. Và đôi này về tiếp tục là đôi hàng vẫn là hàng tuyển chọn anh em, rất đẹp, căng zin lưới zin, gân zin luôn, con này thì chưa có giật gân phải thay gân luôn, gân zin luôn, zin 100%, cái nào zin là mình mới zin, và lo là tuyệt đẹp, không có sơn tút tầng tràn gì hết em nha. Đây em để như vậy để quay tiện quay phía sau cho anh em, nó đồ đẹp anh em thấy không, rất là đẹp luôn đấy, liền lạc hết nhá. Đó, và đôi lo này vẫn có giá vẫn có giá là 19 triệu em nhé, đôi này có giá là 19 triệu anh em, 19 triệu nha. Bao ship cho anh em nha, có một đôi thôi, anh em là yêu thể phone ngay nha, 501 series 4, một đôi duy nhất, bao anh em là zin 100%, chưa thay gân luôn, giật căng nguyên, chưa giật căng đấy. Và hôm nay là tiếp tục về là ba đôi lo Boss 701 hai lỗ hơi, ba đôi siêu đẹp luôn anh em nha, ba đôi siêu đẹp. Ở đây Boss 701 hai lỗ hơi em chỉ làm dòng hai lỗ thôi nha, chứ không làm dòng một lỗ nha. Đối với màu đen thì nó là 23.500.000 và màu xám lông chuột là 24.500.000. Đấy, toàn là lo siêu đẹp hết đấy. Đấy, anh em thấy ha. Đó, trước sau nè, anh em thấy không? Phẳng tắp, phẳng lì, không sức mẻ bể nọ tí tẹo nào cả anh em nha. Đó, anh em xem nha. 701 hai lỗ xịn sò chứ không phải là đồ dởm một lỗ đem lên anh em nha. Lưu ý, ở đây hàng tiện rất là kỹ lưỡng nha. Đây. Đây. Và những cái đôi loa Boss như thế này chúng ta có thể vừa kết hợp hát karaoke và vừa nghe nhạc rất là tuyệt vời. Kết hợp cùng em đi Sansu hoặc là em đi Đờ Nông. Đờ Nông thì shop em luôn luôn có 1.500 R hai la mã này, em kết hợp ok nè. Đó, 1.500 R hai la mã nè. Rồi 1.500 R này. Đấy. Anh em nhé. Đó. Rồi, đây là ba đôi loa. Tiếp tục bên đây hôm nay em về thêm cho anh em là một đôi loa nữa, đôi loa tai noi dạng cây, thích hợp anh em bỏ phòng nghe nhạc nhẹ nhàng. Tai noi thì anh em đã biết rồi, dòng này là dòng tai noi M3, Mercury M3. Dòng loa này được sản xuất tại Anh Quốc và xuất cho thị trường Nhật anh em nha, xuất cho thị trường Nhật, made in the UK nha anh em nha. Gồm hai đường tiếng, một trép đơm lụa và một bass 16 gân cao su, cho nên em chơi thoải mái không sợ bị mục. Chiều cao em này khoảng 80. Đấy, và đôi lo này đang có mức giá tại shop em là 9 triệu rưỡi. Và lo là em bao rin cho anh em là 100% toàn tập nha. Đó, bao rin 100%. Về phía sau đây cũng rất đẹp luôn anh em nha. Đó, anh em thấy có tem tích nha. Đó, rất là phù hợp cho anh em chơi, vừa nghe nhạc hay. Đấy, 9 triệu rưỡi anh em nha. Đó, đây là một đôi. Đó, và tiếp tục thì hôm nay em về thêm cho anh em, đó là một con Amply Sansui, đầu chính đó là AU Alpha 907DR. Thì đối với con 907DR, hôm nay em về là một con đẹp keng, có công suất là 400W, thích hợp cho anh em chơi thoải mái, ghép hai đôi lò bù, đánh thoải mái anh em nha. Con này khá nặng, anh em thấy ruột gan là mới chát luôn. Quay sơ bộ nè. Đó anh em thấy không, mặt sau nè, vàng chóe luôn nha, chân rắc cắm là tuyệt vời luôn á. Đó, đó. Con này thì đang có mức giá là 21.500.000. 21.500.000 cho con 907DR anh em nhé. Đấy, 907DR 21.500.000. Chuyển đủ là em bao ship luôn. Rồi, và tiếp tục thì đây là một con Amply rất là nổi tiếng, đến từ hãng Maxintosh. Thì con này là con thứ hai em về. Hôm trước em về một con là theo đơn đặt hàng của bác khách ở quận Hóc Môn, và hôm nay em về đường đó là Maxitoc MA352. Đối với con MA352 thì con này nó được trang bị rề
RAM Defer là được trang bị bóng đèn và công suất là bán dẫn ha. Và công suất thực tế ra loa là 200W một kênh cho loa 8 ohm. Và con loa này, con Amply này là về là Amply là hiện tại là new 100% thì mới vừa gây bảo hành chính hãng anh em nhé, bảo hành 2 năm chính hãng kể từ ngày hôm nay đấy. Đó lý do tại sao em mua được con này và giá cực kỳ tốt cho anh em chơi, thì cái giá mới tại hãng nó là 178 triệu, và giá tại shop em là chỉ có 130 triệu. Lý do mình phải có lý do tại sao mình mua được rẻ và công ty nó thanh lý ra riêng cho mình. Mình là đại lý thì công ty nó đại lý nó báo mình cái nào rẻ ok nhắm được thì cho anh em chơi. Thì do ra kiểm tra hải quan á thì nó có cái miếng mút chặn ở đây nè, là nó chặn 4 cái miếng này, nó để bị ngược cho nên sẽ nó có cái dấu lông mèo, anh em thấy không, nó nằm trên cái mặt gương này nè chút xíu nè đó, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả ha anh em nhé. Đó có miếng lông mèo thôi nè, cái này là dấu tay ha, còn miếng lông mèo nhỏ nhẹ rất là nhẹ, cho nên công ty nó thanh lý ra cho mình. Đây là hàng của Đông Thành Hòa Phúc anh em nhé, bảo hành 2 năm toàn quốc đấy, anh em chơi rất là yên tâm. Và cái giá nó là 130 triệu thôi, cực kỳ tốt cho anh em chơi anh em nhé. Rồi chỉ có một con, anh em nào yêu thì hãy nhanh tay gọi ngay cho em nha. À, có một con thôi, tuyệt vời luôn. Rề kết hợp rề đèn và cho em đi bán dẫn thì tiếng nó rất là hay. Và hiện tại em đang nãy giờ nghe thử cái đôi cùng với nó là đôi 4344 thì rất là tuyệt vời. Âm thanh rất là trong trẻo, rất là nhẹ nhàng, bass đầy đặn không ùi, mic sáng. Thì clip tiếp theo tối nay em sẽ test cái con này cùng với, thay vì em test con 8000 thì em sẽ test con 352 cho anh em nghe cùng với 4344 và cả hai. Đấy. Rồi hôm nay thì em về được bao nhiêu đây hàng hóa thôi, thì anh em nào yêu sản phẩm nào hãy phone ngay cho em qua số điện thoại 0343612345. Và giá là bao ship, nếu anh em chuyển khoản đủ, anh em ship cọt thì lưu ý chuyển trước giúp em 20% nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.